Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ các bạn một bộ hồ sơ nhà vườn mái Thái mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho anh Phạm Văn Hải ở tỉnh Hà Nam các bạn nhé. Sau khi anh Hải xem rất nhiều video của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì anh Hải có gọi điện cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh một cái căn nhà nhà vườn với kích thước khổ đất của nhà anh chỉ có 12m, chiều sâu nhà 25m. Thì chúng tôi xây dựng cái công trình này kích thước là 9m, chiều sâu nhà là 18m. Thì các bạn hãy quan sát, đây là cái toàn cảnh không gian của công trình này. Để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào đấy thì các bạn lên Google, chúng ta search từ khóa Phạm Văn Tuân, để các bạn sẽ làm theo tôi các bước sau để các bạn sẽ nhận được đăng ký. Sau khi các bạn vào được kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn ấn nút đăng ký ở đây, để cái nút đăng ký này. Sau đó chúng ta rung chuông ở đây thì mỗi lần đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green để phát trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì các bạn sẽ nhận được một cái thông báo. Đấy, các bạn nhìn sẽ được một thông báo đây, và các bạn nhớ ấn nút đăng ký này và rung chuông ở góc này nhé. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng tôi đã tổng hợp tất cả các cái mẫu nhà thiết kế cho tất cả các khách trên toàn quốc trên cái website 1001mẫunhadep.com. thì các bạn vào cái website này, chúng ta vào mẫu nhà cấp 4 đẹp, thì các bạn sau khi vào mẫu nhà cấp 4 đẹp thì các bạn lăn chuột xuống, chúng ta vào bất kỳ cái mẫu nhà nào mà các bạn lựa chọn ưng ý thì các bạn hãy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0386 325 566, thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn. Ví dụ các bạn vào xem mấy mẫu nhà 1001A75 chẳng hạn, các bạn vào cái mục xem thêm đây. Đấy, các bạn kích vào cái chữ xem thêm này nhé. Thì ở trong cái mục xem thêm này các bạn sẽ ấn nút next này thì chúng ta xem được tất cả các cái mẫu nhà. Đấy, các cái góc nhìn của mẫu nhà. Và phía dưới này có một cái video chúng tôi phân tích cho các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ quay trở lại với cái không gian của công trình nhà vườn mái Thái mà anh Hải ở Hà Nam đã đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh để kịp tiến độ thi công trong tháng 4 này. Ở đây là toàn cảnh cái không gian mặt tiền ở phía trước của công trình để các bạn nhìn nhé. Góc nhìn này thì chúng ta nhìn đầy đủ. Thứ nhất thì tôi sẽ phân tích cho các bạn này, với không gian này thì chúng tôi thiết kế cho gia đình anh ở cái góc đơn giản nhất. Cái phần chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong trước. Ở đây thì chúng ta sẽ bước ba bậc thì các bạn vào khu vực sảnh hiên, chúng ta sẽ đi vào khu vực phòng khách. Thì ở khu vực sảnh hiên này tôi sẽ phân tích cho bạn cái phần cột, hai cái cột nhà. Chúng tôi sử dụng phần chân cột thì ốp đá. Ở phần chân cột thì chúng tôi ốp đá màu thấp này. Ở phần phía trên này, đấy, phần thân cột này thì chúng tôi sơn giả đá các bạn nhé. Và phía hai đầu cột thì tôi sử dụng đèn trang trí. Còn phần trên cái chữ mái chữ A của cột này thì chúng tôi sơn màu vân gỗ đậm hơn ở phía ngoài. Tiếp tục chúng ta sẽ đi thẳng cái hành lang ở đây thì các bạn sẽ vào bước ba bậc, chúng ta vào không gian khu vực bếp. Thì ở khu vực bếp này thì các bạn nhìn cái ô cửa sổ lấy ánh sáng khu vực bếp này, và phía dưới này thì chúng tôi cũng ốp đá này, ô cửa sổ này, khu vực phòng khách cũng ốp đá này. Và cái phần này thì phía trên này thì có mái che. Đấy, phần sảnh là cái phần mái che của cửa sổ cửa đi khu vực bếp. Còn cái không gian này thì chúng tôi sử dụng cái phần lan can kính vào thép inox để nó bắn trực tiếp trên tường để che cái khu vực này. Và đây là cái không gian cửa lấy ánh sáng của phòng ngủ của bạn nhé. Thì với công trình này chúng tôi thiết kế cho anh Hải cái mái Thái và cái hệ nhà rất là đơn giản. Để các bạn nhìn quan sát từ cái phần phía mái chữ A, khu vực sảnh hiên, mái chữ A tiếp khu vực phòng khách, và mái chữ A tiếp là khu vực không gian phòng bếp và phòng ngủ. Cái mái chữ A khu vực phòng ngủ và cái khu vực phòng vệ sinh phía sau nhà. Bây giờ các bạn sẽ nhìn tiếp nhé. Chúng ta nhìn về trực diện này. Ok. Đây. Thì cái góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn trực tiếp được cái không gian mặt tiền phía trước của công trình. Đấy, các cái vị trí mái. Vì cái khoảng sân đất không gian nhà rất là hẹp thì chúng tôi đã thiết kế theo cái khổ đất nhà anh. Rồi. Đây góc nhìn trực diện này thì các bạn nhìn thấy mái chữ A phía trước của công trình và cái không gian cửa đại thì làm bằng gỗ lim Nam Phi, và xung quanh thì chúng tôi làm khuôn bao kính và để chúng ta có thể vừa trong nhà quan sát ra phía trước nhà được các bạn nhé. Rồi mái chữ A phía trên này là sơn vân gỗ này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với góc nhìn tiếp theo nhé.
Thì ở góc nhìn này thì các bạn quan sát được toàn cảnh không gian đất và phía mái của công trình. Thì ở đây thì cái hệ mái công trình đây các bạn nhìn. Rồi, cái không gian mái. Chúng ta nhìn này thì các bạn sẽ khi chúng ta thi công phần mái thì nó rất là dễ. Với cái mái thái này thì các bạn nhìn nó vút cao lên, nhìn nó rất là không gian nhà nó cũng đơn giản nhưng mà đẹp. Với cái kiến trúc không gian nhà vườn càng đơn giản thì sau này càng đẹp các bạn nhé. Đây không gian mái cổng và cái toàn bộ kích thước mặt tiền không gian nhà và chiều sâu nhà. Đây tiếp tục các bạn sẽ nhìn được cái hệ mái. Thì ở cái phần ở đây cái chi tiết rất là nhỏ, chúng tôi làm xây cái phần này này. Đấy, cái phần view không gian ta nhìn đây là cái hồ cá koi. Chúng tôi làm cho anh cái không gian này thì các bạn nhìn nó cảm giác nó thư thái. Chúng ta sẽ nhìn từ không gian phòng ngủ, không gian phòng bếp nấu nướng thì các bạn nhìn được cái hồ cá bơi lội tung tăng. Phía trước thì nhìn nó sẽ rất là thư thái cho không gian. Rồi, các bạn tiếp tục chúng ta sẽ quan sát nhé. Đấy, không gian mặt tiền này, không gian tổng thể này. Ở góc nhìn này thì các bạn nhìn nó đầy đủ hơn. Đấy, tôi sẽ phân tích cho bạn về cái công năng bên trong của công trình. Phía bên trong của công trình đây thì các bạn sẽ vào, chúng ta bước ở đây, chúng ta bước 3 bậc thì các bạn vào khu vực phòng khách. Phòng khách có diện tích là 25m². Sau phòng khách thì chúng ta sẽ đến phòng thờ. Phòng thờ có diện tích là 10m². Và đây khu vực bếp phòng ăn có diện tích là 20m². Chúng ta đến phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất là diện tích 14m². Ở đây thì các bạn nhìn cái không gian giữa phòng ngủ này thì chúng tôi có bố trí cái cánh tủ luôn này. Đấy, đây là không gian tủ của hai phòng này. Đấy, không gian tủ phòng thứ nhất, phòng thứ sau này. Thì hai phòng này đều có diện tích là 14m². Và ở đây thì sau không gian bếp này chúng ta sẽ có một cái phòng tắm và phòng vệ sinh ở đây. Phòng này có diện tích là 4m². Và phòng ngủ này có diện tích là 15,6m² các bạn nhé. Thì cuối hành lang này thì chúng ta sẽ có một cái khu giặt giũ. Còn cái phòng ngủ phía sau này thì chúng ta có thêm một cái phòng vệ sinh. Thì phòng ngủ này phòng ngủ master. Đấy, phòng ngủ vợ chồng của anh Hải đây. Đấy, thì phòng này phòng ngủ master có vệ sinh này. Còn hai phòng ngủ này có vệ sinh chung đây. Và phía sau chúng ta có thể phơi đồ, giặt giũ quần áo, đặt máy giặt và phơi phóng quần áo phía sau nhà. Hoặc chúng ta có thể sử dụng. Đây là cái công năng bên trong của công trình. Thì anh Hải đã đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế cho anh cái mẫu nhà vườn mái thái đẹp này. Và chúng tôi cũng đã bàn giao hồ sơ này cho anh để kịp thi công trong tháng 4. Để các bạn nhìn và quan sát giữa cái không gian phòng khách và phòng thờ thì chúng tôi sử dụng hệ lam và ở vị trí hệ lam này sẽ đặt cái tivi treo ở đây các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ ngắm lại một lần nữa cái công trình của nhà anh Hải đã đặt đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, các cái vị trí 3D và các cái không gian công trình. Rồi, cũng qua video này chân thành cảm ơn gia đình anh Hải đã ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp Green đặt đơn vị đặt thiết kế. Chúc riêng gia đình anh luôn mạnh khỏe hạnh phúc và nhiều thành công nữa trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các quý khán giả đã theo dõi đến cuối đoạn video này. Chúc các bạn luôn luôn thành công nữa trong cuộc sống. Việc tư vấn thiết kế nhà thì các bạn hãy để cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế. Thì để tiếp theo video thì chia sẻ với các bạn các cái bí quyết để chúng ta lựa chọn một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Ở đây chúng tôi sẽ chia sẻ có 3 cái yếu tố để các bạn lựa chọn một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp. Yếu tố số 1 thì các bạn lựa chọn đơn vị, chúng ta sẽ xem đơn vị có đội ngũ anh em kiến trúc sư hay không. Thì ở đây chúng tôi có rất nhiều cái đội ngũ anh em kiến trúc sư, đến anh em kiến trúc sư có kinh nghiệm để đi thực tế để khảo sát hiện trạng đất và lên phương án thiết kế. Ở đây anh em kiến trúc sư ở nhà thì lên phương án 3D kiến trúc, kết cấu, điện nước, nội thất và tìm các phương án phong thủy. Thì đội ngũ kiến trúc sư hùng hậu dẫn tới yếu tố số 2 là các bạn xem cái sản phẩm của đơn vị đó có đa dạng hay không. Thì có một số đơn vị chỉ có 1-2 người làm về kiến trúc thôi, các bạn nhìn sản phẩm rất là đơn điệu, nó lặp đi lặp lại về mặt kiến trúc. Thì các bạn nhìn đây, chúng đơn vị chúng tôi có đội ngũ kiến trúc sư thì các bạn nhìn cái mẫu mã rất là đa dạng, không gian nhà vườn, nhà biệt thự các bạn nhìn rất là đa dạng các phong cách. Đây yếu tố số 2. Yếu tố số 3 thì các bạn lựa chọn một đơn vị tư vấn thiết kế có yếu tố thực chiến,
thực chiến ở đây là nha, là có khả năng chia sẻ trực tiếp để các bạn biết được một phần công việc của đơn vị làm. Thì các bạn xem ví dụ như chúng tôi đây phát video phát trực tiếp ngày 14 tháng 4 thì chúng tôi phát chuyển phát nhanh 3 bộ hồ sơ, thì các bạn xem những đơn vị trực tuyến như này, trực tiếp thực chiến như này thì các bạn sẽ biết được tham gia được một phần quá trình để chúng ta đây thì các bạn nhìn để thực chiến là như thế nào thì các bạn có thể nhìn đây. Đây thì ví dụ chúng tôi chuyển phát hồ sơ cho khách hàng, chúng tôi chia sẻ trực tiếp như này để các bạn có thể tra cái mã hồ sơ này đi chuyển đến đâu và bao giờ khách hàng nhận được. Thì đây là một phần của quá trình thực chiến. Thực chiến là chia sẻ trực tiếp cho các bạn để các bạn hiểu. Thì những đơn vị như vậy thì chúng ta sẽ đặt luôn thiết kế thì các bạn sẽ trao niềm tin cho cái niềm tin xây dựng căn nhà mơ ước cho những đơn vị như vậy. Đấy thì các bạn hãy lựa chọn đơn vị như thế. Cái ba yếu tố rồi. Thứ nhất là đội ngũ, thứ hai là mẫu mã hồ sơ đa dạng, phong phú, đẹp, và thứ ba là khả năng chia sẻ thực chiến. Thì các bạn lựa chọn ba yếu tố đó thì các bạn đã tìm được một đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp rồi. Thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng ta, tôi sẵn sàng luôn luôn phục vụ tất cả các quý hàng trên toàn quốc. Thì các bạn cần tư vấn thiết kế nhà hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số line 0386325566. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối video nhé. Chúc các bạn luôn luôn thành công nữa. Việc tư vấn thiết kế nhà hãy để cho đơn vị tư vấn thiết kế chuyên nghiệp công ty thiết kế nhà đẹp Green. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.